زد این بار چون نزد و توپی که باز هم اوویس نجات داد و گل بله برای ویتنام گل برای ویتنام نگوین وان توان دروازه مالا باز کرد و خوشحال هم ببینیم دفعی که اوویس داشت توپ را در اختیاره آخته مدان و خلان کرد توپ چون بوینم کلوم بینام آخته با بینام چون បាទដោយកីឡាករងៀងវ៉ាន់ហ្គិតអស្ចារ្យមែនតើមកមួយជើងនេះបាទនាទីទី4បាទដោយកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ26 6 ឆ្នាំបាទជាកីឡាករស៊ុបស្តាររបស់ក្រុមវងហើយបាទគាត់លើកឡើងថាកីឡាករ4នោះឆ្នាំឆ្នាំថ្ងៃនេះកីឡាករវ៉ាន់ហ្គិតធ្វើបានមួយក្របបាត់ទៅហើយនាទីទី4បាទនេះហើយបាទកីឡាករលេខ10មកការប្រជុំបាទដកឲ្យមកស្ទុបអមែនតើមួយជើងនេះអស្ចារ្យណាស់ចាំទី បាទគួរស្ដាយមែនតើមកក្របនេះបាទគឺត្រូវបែកពងមាត់ដល់ក្រុមភៀវទៅហើយបាទខ្សែការពារបោះយើងរស់សម្អឿនបានត្រឹមមកឈរមើលទេមកដៃរុស៊ីបាទឥឡូវបន្តរបស់ក្រុមវៀតណាមកាត់ចូលមកកន្លែងនេះអត់ទៅមួយទេបាទមានខ្សែការពារដល់ទៅ3នាក់កំពុងរៀបចំស៊ឺវីសាបាទបញ្ជូនអនណាបាទកន្លែងនេះប្រយ័ត្នប្រយែងចូលបាត់ទៅហើយបាទស្ដាយមែនតើមិនគួរមានសោះបាននេះបាទម៉ាស្ទ័រតែចេញទៅហើយតែប៉ុណ្ណោះបាទកន្លែងនេះ បាទបាទមិនតន់ចេញទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះបាទបាទបិទអត់ជាប់បាទលេខដល់9បដូរចូលបាទកន្លែងគាត់គាត់ហៃបាទទឹមដូរចូលបាទដូចយ៉ាងគាត់ហៃມັນខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងប្រហែល 66ហ្នឹងបាទហ៊ីវដឹកបងដាក់កម្ពុជាដាក់កដោដេតាកោចិត្តមានវៀតណាមបាត់គិតកន្លែងទៀត Mải mê dây dắt bóng, anh chuyền bóng cho đội trưởng Văn Quyết ở vị trí thuận lợi và Văn Quyết với một khoảng thời gian hợp lý đủ để quan sát đồng đội băng lên. Chuyền bóng ngược trở lại cho Đinh Thanh. Quả tắt. Đánh nhau, hai không cho đội tuyển Việt Nam. Và cuối cùng thì Văn Quyết đã là người nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam sau nhiều lần chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Một pha bay người đánh đầu rất chính xác sau quả tạt ăn mùi. Với màn thể hiện của Văn Quyết trong trận đấu ngày hôm nay, anh vừa là người ghi bàn, vừa là người kiến tạo và là người kiểm soát bóng rất tốt, phân phối bóng trên hàng tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Người đã kiến tạo cơ hội cho Văn Quyết có lẽ là Đinh Thanh Trung. Một màn đáp lễ rất tốt của Đinh Thanh Trung. Trong bàn, Anh Đức với chiều cao 1m85 luôn rất lợi hại trong các tình huống đánh đầu. Anh Đức! Ôi! Chúng tôi vừa nói tới Anh Đức thì anh đã... Trung Gia Thi chỉ còn biết đứng và lắc đầu. Một lần nữa Đinh Thanh Trung lại là người kiến tạo, không hề có một sai lầm nào. Với khả năng di chuyển tốt, ông Mai Đức Trung đã quyết định triệu tập Hoàng Quân trở lại. Thôi! Văn Quân! Việt Nam khả năng tấn công để ghi bàn, đó là Văn Quyết, đó là Anh Đức, đó là Công Phượng và Đinh Thanh Trung đều đã có được bàn thắng. Pha xử lý rất đẳng cấp của Công Phượng. 4-0, một tỷ số rất thuyết phục và vẫn còn. Công Phượng, Văn Quyết, cơ hội Ông Quân. Huấn luyện viên Mai Đức Trung triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 của Mạc Hồng Quân. Pha xử lý rất hay, khống chế bóng bằng chân và sau đó là một cú lắc đầu đánh bại thủ thành Su Gia Thi. Quang Hải, Xuân Trường, Lưu Xuân Trường đưa bóng vào, dứt điểm. Tỷ số được mở cho cầu thủ Việt Nam. Đó là Anh Đức. Đội bạn lỏng lẻo và chúng ta đã tận dụng rất tốt cơ hội này. Nhưng đây là một trong những tình huống thể hiện rõ đường nét trong lối chơi của Liên Park Hang Seo với đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Trước khi trận đấu này diễn ra thì rất nhiều người đã dự đoán về sức mạnh của Jordan. Nhưng đây là câu trả lời của đội tuyển Việt Nam. Trong một trận đấu mà chúng ta không có quá nhiều sức ép và chúng ta chơi với sự thoải mái. Và tất cả những gì ấn tượng nhất được thể hiện qua tình huống này. Một pha lên bóng bài bản xuống biên và